Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Anh Quốc, quý anh chị, quý chàng ạ. Đây là chiếc Range Rover phiên bản Discovery, sản xuất năm 2017, đăng ký tại Việt Nam năm 2018. Màu đen, nội thất nâu, lăn bánh 5 vạn km. Đó. Chiếc này đang được em Thuận bán và giao dịch đến quý anh chị, quý nhà hàng với mức giá nhô 1 tỷ thôi. Nhô 1 tỷ thôi. Ngày xưa mua mới là hơn 4 tỷ. Bây giờ em chỉ bán có nhô 1 tỷ. Thì chiếc xe nó có gì? Một chiếc SUV full size 7 chỗ. Đấy, được trang bị rất nhiều option. Đèn bi LED, giải LED định vị ban ngày. Đó. Rửa pha thông minh, cảm biến quanh xe. Đó. Quan trọng nhất là nó mang thương hiệu Range Rover, thương hiệu xe địa hình đến từ Anh Quốc. Chiếc này thì dẫn động 4 bánh toàn thời gian và được trang bị la răng rất lớn nhá. Đấy, được trang bị la răng 20 inch. Đó. Và trục cơ sở dài nhá. Trục cơ sở dài quý anh chị quý nhà ạ. Key let go cho kể cả 4 cánh cửa. Một chiếc xe chạy rất thích, lái rất thích. Đây. Góc thoát này, góc thoát cả trước và đằng sau rất là lớn. Chiếc này giúp cho chúng ta vượt những cái khu vực góc thoát hẹp rất tốt luôn. Đấy, rất tốt luôn ạ. Xe 7 chỗ khi không sử dụng đến hàng phía sau thì chúng ta sẽ có không gian để đồ. Còn nếu mà đi đến 7 người đó, thì chúng ta vẫn còn một chút không gian nhỏ để những cái vật dụng cá nhân thôi. Đó. Cái hàng ghế thứ ba nó rất mới này. Đấy, rất mới luôn, gần như là chưa được sử dụng luôn quý anh chị quý nhà ạ. Gần như chưa được sử dụng. Còn ví dụ như là những bác nào mà đam mê xê dịch hoặc là đánh gốt, để được 3 bộ. Còn đam mê xê dịch chỗ này để được 3 4 vali thoải mái. Đó. Cốp điện này, rất là êm ái quý anh chị quý nhà ạ. Xe đã được trang bị sẵn là cam lùi phía sau. Đấy, sấy kính hậu, gạt mưa sau và đèn phanh trên vây gió. Đó. Tinh tế đến cái mức như cái anten bắt sóng của nó cũng là phải anten vây cá mập, chứ không phải là cái anten lên giống như cái giống như thanh lên giống như những cái xe Mỹ nhá quý anh chị quý nhà nhá. Đó. Đây. Hàng ghế thứ hai thì ngồi rất là thoải mái quý anh chị quý nhà ạ. Và chiếc xe này nó rất là thoáng, bởi vì là nó có cái cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Đó. Tất cả các ghế thì đều được đục lỗ thông hơi. Và hàng hai cũng được trang bị sấy ghế cũng như là khu vực lấy điện 12V. Đó. Điều hòa, có cửa gió trên đây, túi khí quanh xe luôn. Đó. Và nhìn ra hàng 3 ấy thì mọi người này, còn được trang bị cả loa cho hàng 3 luôn. Và cửa gió điều hòa cũng có, túi khí cũng đầy đủ. Đó. Vị trí sau và vị trí trước của hàng 3. Đó. Rất tuyệt vời. Đó. Loa. Loa hàng sau thì là đặt trên trần, còn ở hàng thứ hai thì là loa trên cánh cửa quý anh chị quý nhà. Loa thương hiệu Meridian. Đấy, đóng cửa chắc lịch luôn quý anh chị quý nhà. Chất lượng từ những chiếc xe nhập khẩu Range Rover. Đây, vào nhìn cái vô lăng đã thích rồi nhà quý anh chị quý nhà nhá. Có điều khiển giọng nói này. Kết nối điện thoại này. Tăng giảm âm lượng cũng như truyền bài này. Menu ở phần này là để điều khiển màn hình analog trên phía trên này. Đấy, bên này thì có set cruise control ga tự động. Đó, và được trang bị giới hạn tốc độ nhá. Đấy, được trang bị giới hạn tốc độ. Và cái giới hạn tốc độ này thì rất là có lợi khi mà chúng ta tránh trường hợp là chúng ta đi cao tốc mà quá chân ga để mà dính phạt nguội nhá. Thì cái giới hạn tốc độ này rất hay. Nó giúp chúng ta là không đạp quá. Đấy, ví dụ chúng ta cài 80 hay là 100 thì không bao giờ chúng ta đạp quá ga được 101 hoặc 102 hoặc là hơn cái mức chúng ta cài nhá. Đấy, nếu mà chúng ta cài như thế rất hay. À, có lấy chuyển số thể thao này. Đó, có đèn phanh, có đèn auto gạt mưa tự động. Đề lùi start stop một chạm ở đây. Đó. Máy lùi rất là êm luôn quý anh chị quý nhà, đầy đủ phanh ABS chống trơn trượt. Đấy. Cân bằng điện tử. Absolute. Đó. Màn hình ở đây được trang bị màn hình 10 inch cảm ứng. Đấy, được trang bị màn hình 10 inch cảm ứng nhá quý anh chị quý nhà nhá. Đó.
và hiển thị đầy đủ thông tin chức năng cũng như thông số. Ghế phía trước này thì được trang bị ghế có làm mát và sấy nhá. Là điều hòa tự động hai vùng độc lập, ổ đĩa DVD. Đây các chế độ chạy chúng ta điều chỉnh ở đây. Đó, có lần lượt chế độ chạy tiết kiệm này, đường bằng, đường tuyết, đường gồ ghề hay là đường đồi đèo. Hỗ trợ đủ đèo ngang dốc và có thể tắt chống trơn trượt khi mà chúng ta vào một số địa hình. Cần số của Land Rover là cần số lúng xoay quý anh chị quý nhà. Đấy, phanh tay điện tử. Đó. Khu vực để chìa khóa cũng như để cốc nhá. Đây, còn đây là hộc để đồ. Các cổng kết nối ở bên trong này. Đây, điều chỉnh rèm này, điều chỉnh rèm chắn cái cửa sổ trời này khi mà trời nắng chỉ bằng một nút bấm, chỉ bằng một nút bấm thôi. Vẫn có khu vực để kính nhá. Đây mọi người này. Vào rất êm ái nhẹ nhàng và một nút bấm tự động. Tuyệt vời đúng không ạ? Quá tuyệt vời luôn. Nhớ ghế ba vị trí ghế điện. Tất nhiên rồi, xe sang mà. Đó, Discovery. Đây hiện tại là máy đang nổ quý anh chị quý nhà ạ. Máy 2.0. Tiêu thụ nhiên liệu khoảng 89 lít trên 100 km thôi quý anh chị quý nhà, đường hỗn hợp. Thì chiếc xe này theo sự đánh giá của em là một chiếc xe rất đáng được sở hữu, sưu tầm, phục vụ cho gia đình vẫn đủ chỗ này, phục vụ cho công việc. Đấy, thì là vẫn là thương hiệu hạng sang, vẫn được ưa chuộng. Đấy, vẫn đẹp mà phục vụ cho những cái chuyến đi dài camping, đồi đèo thì nó cũng không làm khó được chiếc Discovery nhá quý anh chị quý nhà nhá. Đấy, không làm khó được chiếc Discovery này đâu. Đó, điều hòa đây vừa mới lù mà nước đã ra như thế này rồi, chứng tỏ là lạnh rất sâu. Đấy. Cam kết với quý anh chị quý hàng này. Máy số khung sườn. Đấy. Keo chỉ nguyên bản 100%. Đấy, nội thất zin luôn. 5 vạn km. Chưa là cái gì cả. Đó, 5 vạn km chưa là cái gì cả đâu quý anh chị quý hàng. À, chiếc này em đang bán có nhô 1 tỷ thôi. Đấy, nhô 1 tỷ. Quý anh chị quý hàng có nhu cầu nhấc máy liên hệ cho em Thuận theo số điện thoại 0337904888. Đó. Hoặc là qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng ở 79 Trần Thái Tông, cầu Giấy, Hà Nội gặp em Thuận để giao dịch cho chiếc xe này. Đó. Chiếc này thì em vẫn có hỗ trợ trả góp cho quý anh chị quý nhà 70% giá trị xe. Nghĩa đâu đó mọi người chỉ phải trả khoảng tầm độ 300-400 triệu thôi là mọi người đã có thể sở hữu xe về rồi. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn quý anh chị quý nhà ạ. Đó. Chi tiết hơn nữa về chiếc xe thì mời quý anh chị quý khách hàng qua trực tiếp cửa hàng hoặc là alo cho em Thuận để biết thêm chi tiết. Xin được cảm ơn quý anh chị quý hàng đã theo dõi video của em. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại ở một ngày gần nhất để em được trao chiếc xe này đến quý anh chị quý khách hàng nhé.